Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 3, tại km 790 thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thịnh, sinh năm 1994, trú tại Nghệ An, đang dùng xe máy chở một bao tải bên trong có chứa 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin và một số tang vật có liên quan. Đối tượng Thịnh khai nhận vận chuyển thuê từ một người quốc tịch Lào ở khu vực biên giới để bàn giao cho một người ở Việt Nam lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.